Anh em tưởng đâu là làm xe buôn xe rồi dễ kiếm tiền lắm anh em, khó lắm anh em ạ. Thời điểm này thị trường giờ mình phải, nói chung là mọi thứ mình phải vận hành, mình phải tự, cái nào làm được là mình tự làm. Nó như là cái kính của con Civic này nè, xe này em bán rồi, nhưng mà cái kính ở đây nè bị không đúng á. Cái kính này hồi đó là người ta chế lại nè, người ta độ lại, nhìn nó kiểu giống như nó ghê ghê quá. Em nhìn cái xe này em bán rồi thì có không, thì em bán cái xe này rồi thì mình phải làm cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp. Swift 2.0 này em bán cho anh rẻ hồn, bán có 230 triệu, 235 chứ xin lỗi, 235 bao dọn bao đi rồi xài chán quay đầu lại. Giờ cắt hai kiến khác nè, tự mình đi làm nha. Công việc thì anh em ở nhà cũng lu su bu quá, anh em ở nhà lo công việc khác rồi, em thì em đi cái nào làm được em tự em chạy em đi làm, chứ nhiều khi sắp xếp anh em không kịp đó. Để cho tiết kiệm chi phí xuống để có cái giá xe tốt tốt xíu cho anh em mình mua xài. Đó này bên trên quận 5 nha anh em. Thì em biết hết rồi, em biết chỗ nào làm cái gì, như là dán phim hay là độ ghế hay là làm màn hình hay gì đó, là tụi em biết chỗ nào tụi em đi hết rồi. Cho nên giá nó cũng rẻ lắm. Giá tụi em là giá thầy thợ làm mà, giá rẻ lắm nha anh em. Anh Hà mua nước uống à, đưa cho con trai luôn hả? Bữa nay thì đi xuống dưới đây là đi xuống dưới quận nhất, đi bắt tơ đi xuống dưới em lấy tất toán, lấy cái giấy tờ cà vẹt accent ra rồi ký, nhưng mà không được, giờ không kịp giờ. Được không anh? Được chưa? Được hả? Hay vậy? Đúng nhanh luôn. Bèo nhau cái việc kiếm 3 năm ngàn, cắt cái lấy con xị rồi giờ mua xị họ mua đi dạng cái đồng thôi, lấy hai xị đi. Ôi anh em bộ phòng rồi cho không biết có là may có xin biết chứ có gì đâu khó có đâu. Thôi lấy hai xị hả, anh hai em rồi á, vui vẻ rồi. Ok anh hai có tiền đó anh hả? 2,5 em rưỡi bớt 50 ngàn, chán không về luôn, làm hoài quen mỗi lại rồi dạ giá lấy rẻ hơn chứ, còn mà khách là mày mắc hơn nữa à. Khách lạ mắc hơn nữa à, không có 10 ngàn thôi đi, để đi gì đâu. Trời ơi trời, không có tiền lẻ nữa, có 20 ngàn không đủ nè. Rồi đủ 10 ngàn luôn rồi, cảm ơn. Tiền chẳng bỏ túi khác hết rồi, cái gì đúng không? Nè, cho ông cái kiến nè. Cho làm. Kiến này kiến soi mặt cũng được á. Kiến này kiến cái gương soi mặt mà. Cái này đường quê nó làm mà. Rồi đẹp trai ơi. Về. Thôi về nha, nó lu bu quá, bữa nào ghé chơi. Nói anh em. Đã là quen mà còn đã mấy giá như vậy nữa anh em. Còn nhiều khi anh em không lấy nữa, anh em đi tự đi làm nó giá cao lắm nha anh em. Đó cái kính zin nha. À, kính Civic. Zin luôn á. Đầu gà có đồ zin gắn vô hợp lý luôn nè. Cái kia nhìn có được đâu. Hả? Cái kính kia giống như là chế độ zoom á. Nhìn mỗi zoom ra. Xài chế độ zoom hả? Nói chứ anh em làm xe buôn xe anh em mà mình có kinh nghiệm, biết chỗ làm và quen biết đâu thì nó có được cái giá nó hợp lý, giá tốt. Còn như anh em mình khách hàng rồi đi thì không quen biết thì đương nhiên rồi, tao phải lấy giá cao, anh em tao mua tao kêu giá nào anh em cũng phải chịu giá đó. Thế nên anh em nhiều khi anh em mà muốn mua cái gì đó thì cứ có thể gọi em, nhắn em đó, em quen biết chỗ nào em cho anh em số điện thoại, anh em gọi anh em order đó, nói là Thanh ô tô cũ giới thiệu là anh em mua sẽ có cái mua được cái giá tốt xíu. Xe này thì không có dọn gì nhiều đâu, chắc có đồng sơn đó, ngày mai anh lấy rồi, ngày mai anh khách đó anh lấy. Anh Hà coi đường đi ra ngoài Võ Văn Kiệt anh à, thì ngày mai khách lấy cái xe này rồi, nhưng mà đúng ra là để là dọn, nhưng mà mai khách lấy để đi mấy bữa rồi đó, rồi có chạy mà lỡ có quẹt chạy xước gì đó để qua em dọn luôn một lần. Anh em hai cái đường bên đây là chuyên đủ thứ, cái gì cũng có trên đời dưới đất, gì cũng có hết nè, miễn liên quan đến phụ
tùng ô tô này nọ. Ở đây bán siêu xe nè. Quẹo đây sao nè, em nhớ, em nhớ Huỳnh Minh Đạt nè phải không? Không, nó có chặt cú À. Anh em có xe cũ bán gọi cho em nha. Được, nhưng mà tùy em. Hồi xưa em làm đây em biết nè, đi Huỳnh Văn Đạt đi thẳng ra luôn. À, bỏ ăn kiệt luôn. Hồi xưa mình cũng một thời khó khăn lắm nha anh em, mình phải đi làm mướn. Nên làm cho người Hoa ở đây, người Hoa cái đường hẻm hẻm xích đầu này nè, bên tay trái này nè có cái hẻm gì nè. Ở trước là bán hủ tiếu, bên trong là có cái hẻm nhỏ xíu à, làm bằng chải kem bánh răng nha. Làm chải kem bánh răng cũng một thời gian đó, mới vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Gia đình nó khó khăn quá. Qua đây qua cái ngã tư này, gần ngã tư này. Hồi đó mơ ước cái này, mơ ước có chiếc xe để mà mình xe, hồi đó em đi xe đạp chứ không phải được đi xe máy nữa. Em mơ ước có cái xe Honda. Mà em nhớ hồi đó em mua chiếc Beat. Beat của xe, chiếc Beat là xe của hàng không phải Hàn Quốc mà là Đài Loan. Anh Hải biết chiếc Beat không? Biết. Chiếc Beat á, nó hơi thấp, nó giống như chiếc quay vậy đó. Beat á. Chiếc đó hồi đó em đi một thời gian cũng lâu lắm, đi 4-5 năm cái xe đó, có kỷ niệm xe đó. Hồi đó là em đi xe đạp, xong rồi làm dành dụm xíu cái mua được cái xe máy. Năm đó năm 2008 hay sao, 2008, 2009 gì đó, lúc đó học lớp 11. Đâu lại làm cái hẻm đâu trên đây nữa. Không phải hẻm này bỏ. Em làm cho người Hoa cái đâu đây nè, đâu đây hẻm này nè, hôm trước bán. Đây nè, hẻm này nè. Cái người Hoa tên đó là tên A Sủ. Hồi đó cũng học được mấy câu nói tiếng Hoa cũng mấy trăm luôn đi rồi chứ. Vui. Hồi đó được cũng làm được việc đó, người Hoa cũng thương lắm. Nói chung là người Hoa người ta cái tư duy, quan điểm, cách làm người ta cũng rõ ràng, sòng phẳng. Người ta có cái kiểu giống như là mày làm được tốt việc, mày làm được đàng hoàng thì tao sẽ trả lương cho mày tốt đàng hoàng. Còn mày làm dở dở là đuổi. Người ta cũng vậy. Khu này hồi đó em đi xe đạp chứ, đi xe đạp em buồn đạp đi vòng vòng hoài mà. Khu này khu của người Hoa nhiều. Đa số người Hoa ở đây, đi quẹo trái đây là qua trung tâm chỉnh hình. Qua đây em trung tâm chỉnh hình ở đây nè. Anh em thường em cũng có lên đây mua xe lắm nè. Anh em là có xe cũ lên trên khu vực này alo em hú em. Em coi mấy cái xe cập đẹp đồ, anh em cứ gửi cho em mua được, em gửi tiền cà phê hoa hồng cho anh em mình 3-5 triệu tùy theo xe. Xe nào mà nhắm cọp đẹp mà mua giá tốt em gửi cho anh em mình khoảng 5-10 triệu là bình thường nha. Với điều kiện là phải xe phải cọp đẹp, còn xe dập quá thì anh em cũng thông cảm nha, nhận cà phê ít lại xíu. Tại vì mà xe đẹp thì mà mua được giá tốt rồi về bán mình cũng nhẹ nữa, còn xe xấu về dọn nhiều anh em ạ. Wow, đậu phộng, cảnh sát cơ động kìa. Tắt máy nha anh em. Cảnh sát cơ động trước kìa.